Này là mình quay mấy con amly thôi nha anh em. Con này là marang này, móp lưng này thấy không, BM30 đó. Tranh thủ quay 3 tới 5 phút rồi chắc cũng được nhấm này nè. Con này Bioner nha, A449 Luxman L101 nha. Con này GBC này, model này 5500 EU. Con này Cyber này, con này của Đức nha. Con này là nắp Aver 716. Chỗ nào là mình chỉ ngón trỏ chỗ đó nha. Con này là con Bioner SA800. Quay dài anh em hình dung cái mặt liền với không? Model liền. Đó. Dưới này là máy đầu CD nhanh Nhật xuất Đức nha, điện 22 nha anh em. Sony rồi nhưng mà nó sản xuất tại bên châu Âu luôn. Con này là đèn nông này, phòng nó hơi tối nha. Đó, chụp màu đen liền. Con này là Marang 4001, BM4001, móc một nút, mặt nhôm xước này, màu vàng chanh đẹp. GVC này, chữ mã khó đọc quá, anh em Google nha. Chụp lại nha, hơi tối. Ui da, dưới đây nó sao mà lạnh xuống này nè, thấy không? Mấy con lạ lạ không nè. Con này là nè, chúng chơi trò chơi quá anh em ơi. Con này amly cái hiệu là hiệu ra nè anh em, Eroser á. Đây, qua quay mấy con quen quen lại cho anh em coi nè. Marang là 1090 này, thằng bãi hết nha. Con này xanh xui này, con này test rồi này, nhớ mùa test này, có không khách vô test rồi. 331 nha. Con này cassette này, con này chơi được băng metal luôn, con này cassette nha. Mã này Kader đưa 2 nha. Con này tủ lại rồi, không thấy. Đó, mình quay mấy con nào thấy thôi. Con này là Marang nè, Marang 550 DC này, BM Hitachi 5700 HA này. Đó, kiểu nó vậy nè. Con này con gì đây? Con này con Bioner luôn nè anh em. SX434 nè. Mặt nó mặt đài nó, mặt đài nó rộng như này, màu xanh. Ở đây có một con như của Đức gì là lạ đây nè, gấu gấu có hai quai sách này thôi. Gons gì con đây nè, gì đó nè. Tên khó đọc quá. Rồi. Đó. Có một cặp bô nữa đây. Cặp này là hình như 3 triệu 3 hay sao đây, 3 triệu 3. Đó, mình bán đồ là như vậy đây nè. Chứ không có từng cái được đâu. Hôm nay có một cái ba amply của Mỹ, nhập xuất Mỹ nha, 8 track luôn nè, hát luôn. Panasonic Easer CD4. Mã rồi này, có một con đài bóng đèn nữa đây của Đức chưa, âm ly nữa đây, xanh xui đây. Con này cái nó bị mù hết rồi. Con này cũng Nhật luôn anh em thấy, người ta ghi này chữ Nhật này, tại vì chắc nó cũng ao ít này, nó ghi nó quên này. Con này mình có một cái tuner này, cái đài Luxman. Hôm qua giờ nhiều khi có mấy anh em thấy ưng vậy cần anh em, mấy con này thì chừng 700 ngàn thôi nha. Đó, nhiều khi anh em nhà có một cái amply lúc men rồi, cần cái radio nó bó lên trên cho đủ bộ. Quay đại Hitachi nha, Nhật xuất Đức điện 22 này. CD con này là Sony nha, Nhật xuất Đức luôn, nó sản xuất tại Pháp nha nè. Điện 220. Ui da. Đó anh em ha. Ở đây có con nữa nè, con Bioner đang bự này nè. Không phải con nào mà Bioner. Con này cái hiệu gì gì lạ quá. Đây nè nè, nó bị thục cái nút vô nè nè thôi. Mấy con này thì mình sẽ bán rẻ thôi nha nè em mà. Bao hàng bãi nha, nó đâu có đụng chạm mà thiếu nút nè thôi. Rút nó bên đó hết trơn rồi nè. ABM AMB K8
LB, ok chưa? Đây mã đây. Đó, anh em thích đọc lạ cứ lên Google. 5 phút rồi, chiếu máy cặp loa trong đây cho anh em xem luôn. Này có máy cặp loa Đức này, Summit này. Cặp loa là Duo này. Anh em xem thấy chưa? Đó, cái này là cái gân nó còn rin luôn nha, Duo á, Duo của Đức á. Cặp này là như tầm 4 triệu rưỡi nha, cặp này này. Cặp này Koran. Này mình có cặp Bo. Bo Mỹ á. Mà là made in là như Mexico nha anh em. Nó xuất Đức nha, điện 220 luôn. Ở đây có mấy cái đài bản dẫn luôn này. Hơn 5 phút rồi anh em ơi. Này có một cái âm ly rất là lạ nha, dài lắm, 60 hơn. Nè. 3482 nha, mã này do gỗ. Nhiều anh em ơi, rồi cứ thích chơi gì thì nhắn nha, inbox nha, Zalo. Manat này anh em của Đức, 3 đường tiến nha, made in Germany luôn. Cặp này là 3 triệu.